Xin chào anh em Lên Xe TV. Video này chúng ta sẽ cùng so sánh hiệu năng sức mạnh động cơ vận hành của 4 mẫu xe trong cùng mức giá 700 triệu đồng. Seltos Premium, Corolla Cross bản G, MCHS Sport, Premium V7. Kia Seltos 1.4 Premium giá bán 719 triệu, được giảm 50% thuế trước bạ. Corolla Cross 1.8 giá bán 720 triệu, không được giảm thuế trước bạ. MCHS Sport 1.5 Turbo giá bán 788 triệu, được hãng khuyến mãi 50% thuế trước bạ. Premium V7 1.6 Turbo giá bán 738 triệu, không được giảm thuế trước bạ. Về sức mạnh động cơ, Seltos có động cơ Kappa 1.4 lít TGDI, công suất 138 mã lực, mô men xoắn cực đại 242 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp, hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo dầm xoắn phụ thuộc, lốp 17 inch. Corolla Cross bản G có động cơ DOHC 1.8 lít, công suất 140 mã lực, mô men xoắn cực đại 172 Nm, hộp số CVT, hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo dầm xoắn phụ thuộc, lốp 17 inch. MCHS Sport có động cơ SGE 1.5 turbo cuộn kép, công suất 160 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm, hộp số 7 cấp, hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo đa điểm liên kết tạo độ êm ái hơn, lốp 18 inch. Brilliant V7 1.6 lít có động cơ BMW support với turbo cuộn kép, công suất 204 mã lực, mô men xoắn cực đại 280 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp, hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo đa điểm liên kết tạo độ êm ái hơn, lốp 19 inch. Riêng V7 là 7 chỗ ngồi, còn lại đều là 5 chỗ ngồi. Xét về sức mạnh động cơ thì V7 đang vượt trội hơn hẳn đứng đầu, tiếp theo là MGHS, sau đó là Seltos, cuối cùng là Corolla Cross. Bạn có đang là người yêu thích xe có sức mạnh tăng tốc tốt, dính lưng mỗi lần đạp lún ga lướt bay như một cơn gió? Các bạn sẽ lựa chọn mẫu xe nào? Vui lòng để lại comment bên dưới Lên Xe TV của chúng tôi và cũng đừng quên like share kênh YouTube Lên Xe TV. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.